nó làm nó giật mình vậy là mẹ ơi, cái nó là con học, cái em mới hỏi, nó hỏi à, con nhớ mẹ hay gì, nó là dạ nhớ. Rồi à, lúc đó bé mới tuột xuống đi ra ngoài, chạy đi ra ngoài, xuống chổng chạy đi ra ngoài đó anh. Rồi bé mới mới nó dòm qua dòm lại không thấy mẹ đâu chơi, cái bé mới hỏi là mẹ chưa về nữa hay gì ba. Cái em mới nói là, em mới nói với bé là mẹ hiện giờ con đang trị bệnh chưa có về được. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ cùng với lại anh Hợp với lại anh Vũ đang có mặt tại nhà anh Hậu á. Người đàn ông mà vợ mới mất thì bỏ lại hai người con tuổi khá là nhỏ, một đứa bé 3 tuổi và đứa 4 tuổi. Cũng được sự hỗ trợ của quý mạnh thường quân, ngày hôm nay thì các anh em sẽ qua để khảo sát thêm ngôi nhà lại một lần nữa. Và theo như dự toán ban đầu thì cất ngôi nhà là ngang 4m5, dài 12. Nhưng sau thảo luận thì các anh em sẽ thống nhất lại cất ngôi nhà cho anh Hậu á là ngôi nhà ngang 4m5, chạy dài 10m. Tại vì nó nằm ngang nhà vệ sinh. Còn ngôi nhà lớn này, tổng thể lớn này nó ngang tới mấy mét anh Hợp? Ngang tới 7m mấy, 8m. Dạ. À, ngày hôm nay tiến hành khảo sát thêm một lần nữa. Và ngày mai này thì sẽ khởi công. Tại ngày mai này là cuối tháng 10, 29 tháng 10 âm lịch, là một trong những ngày đẹp để mà có thể khởi công. Anh Hậu ơi, qua đây đi. Để khởi công được thì mình cũng cần phải một số cái dẹp dọn nhà cửa cũng như là điện. Anh là ngày mai anh phải chuẩn bị đồ cúng nha. Rồi bông hoa nè, rồi trái cây để mà cúng, để mà xin phép để các anh có thể tiến hành ngày mai khởi công luôn anh Hậu ha. Dạ. Bây giờ em sẽ cất ngôi nhà này nhỏ hơn tí xíu, bề ngang hẹp lại tí xíu để cho gia đình mình nó ấm cúng á. Tại vì có mình anh với hai bé á. Dạ. Cất một phòng thì anh thấy hợp lý không? Dạ thì vấn đề đó thì anh bằng, anh tính sao cũng được trên á. Tại vì em thì bên cái này không có gạt. Dạ. Ngôi nhà này thì cất bao lâu anh hả? Chắc khoảng từ ngày dỡ tới rồi chắc tới từng đấy. À, vậy là ngày mai dỡ nhà rồi động thổ luôn đúng không? Ờ, làm luôn. À, lúc ban đầu á thì dự định ngôi nhà này á thì sẽ căng ngang 4m5 dài 12m. À, tuy nhiên thì sau đó thì thu gọn lại diện tích về chiều dài tí xíu. Thì theo dự toán á thì phần tiền chế của anh Vũ là lúc đầu là 56 triệu. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ thu gọn lại cái chiều dài lại thì còn lại là 50 triệu anh Vũ ha. Dạ. 50 triệu là anh sẽ làm hết phần ngôi nhà rồi che ra rồi đằng tới trước là 2m đằng này luôn. Cũng như 12 mét đó bà Hồ. À, coi như 12m. 12 mét đó. Dạ. À, phần của anh Hợp là lót nền với lại đổ dĩ lót nền. Đổ dĩ lót nền với lại đi cái phần dán viền lên 3 tấc. Đó, dán gạch luôn ha. Dán gạch luôn. À, viền 3 tấc rồi dán gạch luôn. Điện. Là của anh đi điện luôn. Là của anh Hợp là 36 triệu 600. Đó. Còn của anh Hải cái phần la phong của anh Hải là 7 triệu 2. Nếu như đóng la phong này á, lúc trước thì Bùi Hồ cũng có thảo luận với lại anh Nhiêu á, nói ủng hộ được bao nhiêu thì mình sẽ cắt đến bao nhiêu. Nhưng mà kênh của Út Đồng Tháp á là nói hỗ trợ, mạnh thường quân của Út Đồng Tháp hỗ trợ luôn phần la phong này. Thì cái phần la phong này, diện tích này thì lúc đầu là tính là này là 7 triệu 2, thì sau này thu gọn diện tích này sao nó 6 triệu 3. Còn lại nhiêu anh? 6 triệu 3. 6 triệu 3. Vậy thì Bùi Hồ sẽ thực dự toán là anh Vũ tính giùm, bấm giùm em. Cái phần này là 6 triệu 3 nè. Tại lúc đầu là 12 mét á, là mình 7 triệu 2 còn lại 6 triệu 3. Cộng cho 50. Cộng cho cái phần của anh Hợp là 36 triệu 600 anh Hợp. 92 triệu 900. À, vậy là tổng cộng ngôi nhà của mình á, nếu như đến hoàn thành luôn là 92 triệu 900 ngàn, coi như 93 triệu rồi. Dạ. À, 92 triệu, đúng không anh Hợp? À. À, thì ngày mai này là dỡ luôn. Ừ. Mai dỡ luôn thì cắt ngôi nhà khoảng tuần lễ xong. Ở mừng không anh Hậu? Dạ, thì em nghe mấy anh thông báo được vậy em cũng rất là mừng anh. Ừ. Dạ. Thì cứ cắt như vậy đi, thì sau này nếu như mà mình có còn dư tiền á, mình muốn làm vốn mình quay chậu vậy đó thì mình sẽ tính sau. Dạ. Trước tiên là mình phải có chỗ ăn ở ổn định tí xíu. Dạ. Ngày hôm nay thì cũng như đồng hành với lại Bùi Hồ á, với Út Đồng Tháp cũng như là anh Một Đồng á, thì sẽ có anh Hợp là bên thợ hồ, anh Vũ thợ sắt với lại anh Hải sẽ đóng la phong, nguyên một cái đội đi chung như hoàn thành ngôi nhà luôn. Cảm ơn anh Hợp nhiều ha. Dạ. Rồi
cảm ơn anh Vũ luôn ha. Ngày mai thì chắc có lẽ là các anh em cũng sẽ cập nhật cái ngôi nhà khởi công cho cô bác quý anh chị, rồi phần tiền để ngày mai em gửi tiền ứng trước luôn ha. Dạ. Rồi cảm ơn anh Hợp, để em tâm sự với lại anh Hậu kia. Thầy không gầy sao cuộc sống ở nhà mình sao rồi? Dạ cuộc sống em dài nó cũng vẫn cũng đỡ, anh cũng ổn định anh. Ừ. Thì còn tiền bạc gì không? Dạ cũng còn, em đây cũng còn, còn cũng được cũng cỡ 9 triệu mấy à. Còn là 9 triệu mấy hả? Dạ, tại vì tiền hỗ trợ với người ta đồ này nọ hỏng rồi cũng còn được mấy triệu đó anh. À. Nó về đâu với mai xài có mình mua đồ này nọ là chặt đàn giặt cái chút thì nó với sữa bọng với đứa nhỏ đồ đó anh. Ừ. Với của anh thì hỏng em có sử dụng ra thì còn được nó tầm chừng 6 triệu à. 6 triệu ngoài à. Rồi à, mình thì sử dụng để mua gặp đồ xây cái quách cho chị. Dạ, mua đó đó anh. Ban đầu thì em có hỏi người ta cái giá dự định là tôi tính hết thảy tiền vật tư này nó luôn là 3 triệu mấy. Ừ. Nhưng mà thì tới chừng ngày hôm đó em mới lên ấy cái này nè, ấy cái quách về đó. Ừ. Thì người ta mới thấy mình vậy đó, người ta mới hỗ trợ bớt lại là còn có 1 triệu bạc à, cái quách á. Ừ. Rồi tiền vật tư rồi này nọ là nó thấy là nó cũng 700 ngoài. 700 ngoài như tiền thợ cũng 800 nữa đó anh. Thì nó chạy ra cũng tầm là 2 triệu mấy anh. Mấy đứa bé nó có nhắc mẹ nó không? Dạ cũng có, mấy dài nó cũng tới lui nhiều khi nó cũng có nhắc ra cũng có nhắc hoài anh. Vậy hả? Dạ. Nó nói sao bé Hương nói sao? Như bé Hương này hai cái đêm trước đó. Thì bữa đêm đầu tiên thì nó cũng có nhắc mẹ nó dắt đó tầm khoảng 12 giờ mấy đó. Rồi nó che nó làm nó giật mình vậy là mẹ ơi cái nó là con hồi cái em mới hỏi nó hỏi con nhớ mẹ hay gì nó là dạ nhớ rồi lúc đó bé mới thụt xuống đi ra ngoài chạy đi ra ngoài xuống chổng chạy đi ra ngoài đó anh rồi bé mới mới nó dòm qua dòm lại không thấy mẹ đâu chơi cái bé mới hỏi là mẹ chưa về nó hay gì ba cái em mới nói là em mới nói với bé là mẹ hiện giờ con đang trị bệnh chưa có về được. Rồi em mới kêu bé thôi đi vô ngủ đi con ơi chứ mẹ con đang bệnh mà chưa có về được. Rồi thì qua đêm sau thì nói chung thì đêm đầu thì nó rồi ngủ giật mình thức dậy đó thì nó cũng có thường thường nó nói mẹ ơi mẹ rồi nó cũng kêu mẹ rồi mộng hết tiếng được rồi mới dỗ con xuống em nói thôi con ngủ đi mẹ chừng nào mẹ về thì ba sẽ nói cho con nghe. Ừ. Thì bé nó mới ngủ lại. Ừ. Bé Khôi có lần nào nhắc mẹ không anh? Dạ cũng có anh, bé Khôi rồi thì nghe bé nói vậy thì cảm xúc của anh sao? Thì ngay lúc đó thì mình cái lúc mà bé mình đi ra kiếm mẹ mà này mình cũng thấy mình cũng buồn tủi, mình nhớ mình cũng muốn khóc lắm. Ừ. Thì mà ngàn cái mình nén kìm xuống rồi mình lúc đó mình lo dỗ dành con cho nó vô ngủ lại đó anh, tại vì nó khuya lắm. Còn bé Khôi này nhiều khi á thì nó tới lui đó nó kêu mẹ ơi mẹ ơi, nó cũng có kêu mẹ ơi mẹ ơi. Không ngày nôn cắt nhà chứ không? Dạ thì vấn đề đó thì mấy anh cho em hay biết gì đó thì em cũng có nôn, em cũng có trông mong nữa, bởi vì như sao không điện cho em? Dạ thì cái đó nói chung ra thì nhiều khi mấy anh công chuyện của mấy anh bận rộn đó. Thì em đâu có dám điện đâu. Nhiều khi sao nhiều khi mấy anh thì mất công chuyện này cũng giấy nội em đó. Nhiều khi em điện sợ nó ngưng lại cái cuộc gọi cái anh nghe cái mất công chuyện của mấy anh. Mất cái thời gian. Thật ra thì khi mà được hỗ trợ thì ai cũng nôn nóng. Nhưng mà đối với anh Hậu á là từ ngày thông báo đến thời điểm bây giờ á là cũng 6-7 ngày rồi. Dạ. Nhưng mà anh Hậu cũng không có dám điện. Từ đó mình thấy anh Hậu rất là dễ thương. Mình hỏi Bùi Hộ hỏi câu là anh muốn cất nhà tường hay là nhà tôn. Thì anh Hậu nói nhà nào cũng được, có nhà ở là được rồi. Với lại anh không có nôn nóng rằng là anh ơi qua em chưa sao không thấy. Cái đó làm cho Bùi Hộ rất là thích luôn. Dạ. Có nghĩa là đối với anh thì chỉ cần cái chỗ che mưa che nắng đúng nghĩa thôi. Dạ. Chứ bây giờ thì ngoài cái thời gian mà chăm sóc con anh phải nói là thời gian rất là bận,
lo cái việc ăn uống cho hai bé thôi, cũng nói chung là cũng gần như là tốn hết thời gian. Dạ. Rồi hôm nay có cho mấy bé đi học chưa? Để có bé Hương rồi đó. Chưa, tại vì mấy giờ em lo công chuyện nhà, dọn dẹp cái này nọ, chuyện tùm lum la cho em đó. Thì chưa có quan đãi để mình sử dụng. Rồi mình nhân ra được, mình đi mới đi hỏi được. Thì em thấy lây quay cũng muốn cuối tuần rồi đó. Rồi em mới gắng thôi để qua đầu thứ hai ngày mới này, rồi em sẽ lên trển em hỏi sẵn thôi, giờ em cho bé nhập học luôn. Thứ hai này cho bé nhập học đi. Dạ. Để cho bé đến lớp để cho quen với tiếp xúc với người lạ. Trong khi ở nhà hoài á, rồi cái không quen rồi gặp người lạ cũng sơ sợ. Dạ. Nên là nữa là phải cho bé đi đến trường đi học, cũng cho bé vui với bạn bè cùng với trang lứa nè. Dạ. Hôm nay là sáng gia đình mình ăn cơm với gì? Dạ giờ này cũng nãy giờ mất công chuyện lu bu, anh chúng chưa có đi mua được đó anh. Dạ. Chắc tính em dự định em là đi mua một hai bó rau với ví dụ 10.000 20.000 tép vậy đó. Thì mình rau thì mình nấu canh, còn tép thì ví dụ mình kho này nọ vậy đó, cho nó đỡ tốn cái thời gian đó anh, kho cháy mặn cho đứa bé đút cho mấy đứa nhỏ ăn đó. Sáng mấy bé ăn gì anh? Thì sáng giờ thì mấy bé mới có hồi sáng nè em đi mua được bột mì về đút cho mấy bé ăn đó anh. Mua bột mì hả? À, mì á, loại mì bún mì đó đó anh. Ờ. Ngày là cái này tiêu hết bao nhiêu tiền? Này em xài nhín nhiều khi một ngày xài được 50.000 có. 60.000 có đỡ lại rồi anh. Rồi sữa sao? Sữa thì mới đây em mới ở mới cách đây 2 ngày mới mua hết thùng sữa cho bé nữa. Vậy hả? Dạ. Bóng. Cứ tối ngày kêu ba suốt vậy á. Dạ. Tại vì hồi cái lúc mà bé với bé Hương lọt lòng ra đó, thì vợ em đã biết vợ em nó mang, vợ em mang căn bệnh động kinh co giật đó anh. Ừ. Thì em thấy như vậy vợ em vậy rồi em mấy mình là người đàn ông mình mới gánh vác kéo tiếp vợ mình. Ừ. Rồi em săn sóc hai đứa bé này là từ hồi mà lúc mà bé này là mới trong vừa ra là trong tháng tới bây giờ luôn đó anh. Ừ. Ngủ chung với em không? Ừ. Với bé Thiên Hương cũng vậy. Để em để cũng như thời gian cho vợ em nó ngủ nghỉ để mà cho khỏe. Dạ. Động kinh này mà khó ngủ lắm. Dạ. Mấy ngày nay ở đây có mưa không? Dạ không anh, ở đây mấy ngày nay không có mưa. Rồi xuống đi chơi đi hả con? Cho bé mang dép vô anh học. Trời dạ, dạ. Dép nó nít thì nó thích chơi cát lắm. Dạ. Là ngày nấu buổi sáng rồi chiều ăn luôn hay sao? Dạ thì thường thường mình nấu cơm thì buổi sáng thì cơm thì mình nấu, ví dụ bây giờ là ba cha con ăn với cúng luôn là có một lon gạo, thì chiều bắt đầu mình nấu thêm một lon nữa. Chứ mình nấu nguyên một ngày là để cơm nó nguội lạnh đó, rồi cái mình để lên cúng thì nó không có hay lắm. Đúng rồi. Dạ. Nên chiều nấu nữa để cúng. Dạ. À, sau này khi cất nhà xong á, thì ví dụ mình còn vốn bao nhiêu mình cứ giữ lại. Dạ. Để mình làm vốn mình quay chậu bán gần Tết đây nè, thấy dạ. Cũng được. Nên là nữ là cứ tiền đó cứ giữ như xài, cứ tiết kiệm lại. Dạ. Rồi sau đó là mình sẽ thêm vốn hay gì đó, mình sẽ có cuộc sống mới, mình phải làm mình mới mưu sinh được. Dạ, đúng. Chứ thông tin với anh là khi mạnh thường quân thấy mình khó khăn thì sẽ hỗ trợ được cho mình ngôi nhà. Dạ. Có là nơi trú mưa trú nắng. Còn cái việc mà sau này mà cuộc sống của mình càng khó khăn thêm nữa mà mình cứ gọi là trông chờ mạnh thường quân thì sẽ không có nữa. Dạ, và mạnh thường quân chỉ hỗ trợ những cái hoàn cảnh nào, những cái lúc ngặt nghèo nhất thôi. Dạ. Còn cái lúc mà khó khăn thì cứ từ từ mình bươn mình vào. Dạ. Nên là nữ khi được mạnh thường quân giúp đỡ số tiền bạc mình còn lại á, thì mình cứ sử dụng tiết kiệm, có thể là số tiền 90 triệu đó mình sử dụng như thế nào á, thì sau này mình mua đồ nghề về mình quay chậu đi, thiếu nhiêu thì có thể mạnh thường quân sẽ bù tiền vô cho mình cái số tiền đó. Còn cái tiền mà sau này mình làm mình đắp đổi qua ngày cứ sinh sống lo cho mấy bé. Dạ. Em cũng thông tin với anh là thật là như vậy á. Dạ. Nên là nữ là thấy hoàn cảnh của anh như thế này nè, thì đến thời điểm bây giờ thì mạnh thường quân vẫn chưa ủng hộ đủ cái số tiền để cho mình làm cái ngôi nhà mới. Dạ. Tuy nhiên thì có được sự hỗ trợ của anh Nhiêu, bạn hàng cũng như là quý mạnh thường quân á, thì bây giờ đến đâu thì mình sẽ hay đến đó.
Dạ. Và các cái ngôi nhà của mình đó, ở thời điểm ở Việt Nam đến thời điểm này tình hình thất nghiệp khá là nhiều, mà để cất được ngôi nhà gần 100 triệu không phải là chuyện đơn giản. Dạ đúng rồi. Nên thành thử là khi được mạnh thường quân hỗ trợ thì mình cố gắng trân quý và cố gắng làm vươn lên cho các bé đi được đi học, mình có công ăn việc làm để nuôi dưỡng cho các bé. Nhằm dạ. Khi ở chị ở chính suối chị cũng an lòng. Thì em thì nào ngay nói chung ra thì từ hồi mà mấy anh vừa họ với mấy anh người giúp em tới giờ đó, thì nhiều khi vấn đề mà tiền bạc em cũng không dám tiêu xài nữa. Nhiều khi mình xài gói ghém này nọ nhín nhút từ chút thôi, ví dụ sau này có vấn đề gì thì mình sẽ còn nó còn nữa đó, chứ không phải như vậy. Đúng rồi, nhiều khi rồi mình còn trang trải này nọ sau này nữa, con mình còn nhỏ là nó dễ bệnh hoạn luôn lắm. Dạ. Nên là nữ là mình cứ tích lũy lại được bao nhiêu thì mình tích lũy nha. Dạ. Chứ hồi trước là vợ em lúc mà còn sống vậy đó, hai vợ chồng em này nọ nhiều khi ăn xài đó, ở nhà thì ăn gói ghém lắm, thì nhiều khi mình ăn uống này nọ ngày chừng 40 ngàn 50 ngàn là dữ lắm rồi. Ừ. Tại vì hai chồng em thường thường đó giờ ăn xài là ăn gì mình để nhiều khi tích lũy lên đó, nhiều khi có điện mặn nữa thì mình có sẽ có cái số vốn mình đi điện mặn đó anh. Ừ. Mấy ngày nay bé Hương bệnh rồi tình hình sức khỏe bé hiện tại sao rồi anh Hương học? Dạ cũng vẫn còn anh, bé thì cũng vẫn còn ho với ho hoài anh, với mấy bữa nay bé ít ăn nữa, ít ăn với sữa cho uống dặm thêm, cho uống thêm vô đó mà cũng ít uống nữa. Thôi thì cố gắng anh cố gắng giữ gìn sức khỏe lo cho các bé. Dạ. Ngày mai này khởi công rồi, mình sẽ mua bông hoa trái cây gì đó mình cúng mình trình lên với ông bà cũng như đất đai ở đây để cho các anh thợ khởi công làm cho nó suôn sẻ để mình mau chóng có ngôi nhà mới, như là xin phép ông bà ha. Dạ. Bây giờ anh có muốn nói lời nào với quý mạnh thường quân không? Dạ thì ngày hôm nay thì anh Bùi Hồ thì đến đây với anh Út đến đây có thông báo cho em là ngày mai là sẽ khởi công các nhà đó, thì bây giờ em rất là mừng dữ lắm, mừng không biết sao mà để tả được nữa. Ừ. Thì trước tiên thì em cảm ơn anh Bùi Hồ, anh Út với anh Một Đồng để hỗ trợ giúp em, với những anh đến đây coi giám sát coi cũng như là đo đạc này nọ đó. Ừ. Cảm ơn các anh ấy, anh Vũ với anh gì Hộp, anh Hải với anh Hải. Ừ. Dạ với sau nữa là cho em gửi lời cảm ơn các anh chị mạnh thường quân cô bác đã ủng hộ giúp đỡ cho ba cha con em để có cái nhà để che nắng che mưa, rất là hạnh phúc, em chân thành cảm ơn. Ừ. Rất là nhiều. Rồi thôi, cố gắng giữ gìn sức khỏe ha. Mạnh thường quân nghe được những cái lời đó là cũng vui rồi. Dạ. Thôi thì vô đi mua đồ để mà nấu cho hai đứa bé nó ăn đi, tại vì bây giờ cũng hơn 10 giờ rồi. Dạ. Rồi, chào anh ha. Dạ, vậy em xin chào hai anh ạ. À.